phải thân cận người tốt. Những người không thể chuyên chú vào chánh niệm dễ khiến cho các con trở nên lười biếng giải đãi, tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho việc tu hành, thì cảnh giới trong tâm của con sẽ thuần tịnh không tạp nhiễm. Nghề nghiệp cũng phải phù hợp với chánh pháp, bất luận làm nghề gì, trong việc buôn bán hay là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, trước hết phải tìm hiểu rõ ràng rồi sau đó mới dốc sức để hoàn thành nó. Chẳng hạn như việc nấu cơm đun nước, đừng xem đó như một công việc tầm thường không đáng quan tâm, mà phải xem đó là một cơ hội để chăm sóc cho mình, cho chồng và con cái của mình. Bà con đang chờ đợi thầy đi khất thực, tuy nhiên chỉ đứng một bên đảnh lễ thôi cô chú, không được đi theo nha. Vừa lên đến nơi là gặp thầy đi. Thầy đang từ từ bên trong ra nè. Chúng ta chỉ đứng đảnh lễ nhìn thôi cô chú, không được đi theo. Dạ mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Dạ thì giờ này là hơn 5 giờ sáng ngày 12 tháng 6 dương lịch. Em đang có mặt tại nơi thầy ẩn tu để ghi hình cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem khoảnh khắc đặc biệt khi thầy đi qua khắc thực ở tại Tây Nguyên và con cô bác mình đảnh lễ hai bên. Tuy nhiên muốn vào được khu vực này để đảnh lễ cũng như là nhìn thấy hình ảnh của thầy thực tế bên ngoài thì rất là khó. Chúng ta phải đi qua ba lớp gào và chỉ nhìn thấy thầy thoáng qua thôi, rồi đợi ngày mai sẽ đảnh lễ tiếp. Em chỉ ghi hình cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem đôi nét như vậy thôi. Và bây giờ em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem thêm một số hình ảnh đặc biệt mà lúc thầy bị nạn, đặc biệt là bị đánh nè, rồi bị đuổi khi dùng thọ thực nè, rồi bị người ta chửi nữa. Dạ cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ tặng danh xin một like và đăng ký kênh nghe cô chú. Rồi em xin mời cô chú ạ. Mong rằng con bòn chút công đức để con bù đắp, để có cái thiện để con giúp cho con giải thoát cho cái nghiệp phân đổ ra. Không phải dễ đi trên đường á, là nghiệp ở trong thân hắn đổ ra, các cái bệnh đau ở trong hắn đổ ra, rồi nghiệp giống như cái anh hồi nãy cút đấm nữa như thế, anh thấy không, nổi trô lên, gồng lên cái băm một đệ một đấm vào mồm máu chịt liền. Khi đó là có cái ông già, ông đứng ông nhìn, có một người già đi bắn chuối về sau á, đứng nhìn. Khi nhưng mà khi họ quất mình đấm mà mình không có nổi sân hận á, con nghĩ là may con học tập công đức thì con mới không từ bi được với họ. Mình từ bi được với họ thì con thấy rất là hạnh phúc, rất là tốt. Nhưng mà sao bây giờ cái mục này là cũng nên đi khốn, nếu mà được cái duyên á thì cho con chở sao đi khốn để cho nó đỡ cái này. Cái mục này là cái này là cái thứ năm. Cái thứ năm, cái cuối cùng là giờ hắn cứ chuẩn bị cái này là hắn, giờ con mới thấy hắn nổi lên cứng queo ấy. Do là mình nhiều lúc mình đi nhiều, cái rồi nhiệt đi nắng nôi, rồi nhiệt trong con người mình á thì nó bị nóng quá, nên là nó phát cái những cái mụn nhọt này ra. Nếu mình không có được chấm viêm chấm đồ sao đâu, rồi nó sốt thì ảnh hưởng đến cái công việc tu tập của mình, chứ không phải là cái nhân quả đó. Cái nhân quả để mọi người hay quay video rồi chụp ảnh, rồi hắn mọc ngay ở chỗ nào đó không mọc, bắt đầu mọc ngay cái mồm, ngay cái miệng để họ chụp hình rồi để xem cái tâm mình có ưa thích không. Nếu mà mình như thế này mà họ chụp lên rồi mình thấy xấu hổ, mình thấy không ưa thích nữa, mình vẫn chưa tập được cái đẹp. Giờ họ chụp mình đẹp cũng thấy bình thường, mà không đẹp mình cũng thấy bình thường. Cũng giống như mình tác ý mình tập đấy, đây đâu phải mình đâu. Còn họ ai muốn yêu mến cái đẹp thì kệ họ, còn mình thì xả ly để mình bỏ đi mình chạy. Giờ mình chết tôi đọc cái công đức. Còn như hồi nãy thì con gặp một anh nữa, gặp anh kia, anh ấy con đang đi hỏi đi đâu, kêu con ấy đi lang thang, kêu cho đi với, kêu đâu được, anh muốn đi thì anh đi chứ con đâu có rủ, đâu có kêu được. Cái đây anh cho là lang thang cũng được hay cái gì cũng được, nhưng mà gọi là học theo cuộc sống, không nhà. Sư có tính là bây giờ ở Quảng Nam này, đây là địa phận ở Quảng Nam.
Thì là sư có dự định là nếu mà về Nha Trang là xong là sư có đi vào miền Nam không? À, con vào miền Nam nhá, hữu duyên thì con đi hết đi chứ. Con là phát nguyện là suốt đời con không có đi xe. Con bộ hành chứ con người cũng không phải là nói là bộ hành ra Hà Nội, Sài Gòn để nổi tiếng như thế đấy. Nhưng mà con hữu duyên tới đâu con bộ hành tới đó. Con chẳng hạn như sống như thế này mà què chân đi hay là cái gì không đi được thì con cũng ở quanh quanh đây thôi chứ con không đi nữa. Hay là không đi được thì con cũng chú xứ ở gần đây rồi con thất thần rồi con ở quanh quanh chứ con cũng không phải là bắt xe để vào Nha Trang. Con ở chỗ nào cũng tốt đẹp thế thôi, đấy là cái lời nguyện học của con. Ở chỗ Quảng Nam đây có sư Tâm, ngày xưa con nói hôm kia con không dùng điện thoại đi ngang này con cũng mượn cái điện thoại người ta gọi sư Tâm, đó là nếu mà sư Tâm ở gần gần ở chỗ Hương An này thì con vào con thăm. Nhưng mà nghe đấy sư Tâm ở cách 25 cây số thôi, con nó xa quá, con không tâm nữa, con thẳng đường ở ngoài quốc lộ con bộ hành thôi. Thế con cũng nói là sư Tâm thì cũng giống như cha của con, thì cha của con cũng bỏ, con cũng không thăm, sư Tâm cũng như thế thôi chứ con cũng không phải là ghét bỏ gì cả. Mọi người con cũng đều bình đẳng, chứ cũng không phải là sư Tâm thì con vào hay là cũng nói là cha mình mới vào. Con cũng bình đẳng nên là cha mình không vào, sư Tâm cũng như cha mình cũng đều tôn trọng như thế. Nhưng mà gần gần thì con mới thăm hữu duyên tất cả mọi người được. Còn một điều nữa, con thì cố gắng đi học cái Phật Pháp này theo lời dạy Đức Thế Tôn này không phải dễ, nhưng mà con vẫn vui vẻ con tập. Con là không phải là sư, không phải là thì con đi khất thực rồi. Nói chung là còn thiếu một chút, con đang đi để ai cho chai nước, cái đồ nước uống, thức ăn thì đủ rồi. Thế là gặp cái cô kia cho bị bánh to quá, cái con không cầm được cái, đi ở bên đường này con thấy một cái nhà thờ họ mở cổng cái tung rất là đẹp đẽ, rất là an ổn. Thì con sang cái nhà bên cạnh con xin bình nước, bình nước suối họ không cho, sang bên cái tiệm anh điện thoại bên kia anh cho bình nước rồi anh mời nó là thầy ngồi đây mà ăn cơm, đừng có sang bên kia. Kêu con nhất thiết nữa là ở bên kia có cái nhà thờ họ mở cửa sạch sẽ rộng rãi, họ khóa cái cửa kia, cái sân của họ đó. Con ngồi ngay cái sân đó dùng cơm, cái mới vừa ngồi xuống mới ăn được hai miếng bánh, cái ông chủ đền cái gì vỏ khoai gì á, vỏ văn khai gì á, cái chạy tới làm cái chỉ đây ngồi những cây kêu con đây chết rồi. Nhưng mà cái duyên của con là họ cái duyên là nếu mà con ăn rồi mà đứng dậy là con không ăn nữa, con đâu có đứng dậy được. Con nói là thôi bác cho con xin phép con 5-10 phút hay nửa tiếng gì đó con ăn xong rồi con đi. Cái ổng đi xong rồi cỡ thì là con vừa mới ăn xong được 20-30 phút đấy, ổng quay lại ổng ngồi tiếp thì con đấy cho con thêm mấy phút nữa con ăn cái cây cây nữa xong con đi. Cái lần thứ ba là ổng đuổi con xách đi, kêu con đấy cũng cái nhân quả. Cái lúc ăn cơm phòng muối họ bình thường là họ nói là trời đánh vàng, mà bữa ăn họ cũng đuổi họ đòi đập cho nữa. Hôm đó là gọi là nhân viên chứ cũng ít cái người mà như thế đó. Thì cái nhân quả mà để con học cái đó. Nếu mà cái đó mà con đổi thân chi với họ, nhưng mà con vẫn thấy họ cho như thế con vẫn thấy chúc cho họ sống hạnh phúc vui vẻ. Nhưng mà lần sau thì con không tới, con tránh đi thà ngồi ngoài đường hay là ngồi cái bờ chỗ mà đống rác con ăn cơm, thì con không ngồi như thế đó. Mình khôn đi. Với lại nhiều lúc cái đời nó trải nghiệm cho mình thế. Tại vì mình ngồi những cái chỗ mà không có ai đuổi chắc ăn á, mình ngồi chứ ngồi cái chỗ của người ta họ đuổi cái con thấy người ta đó. Mọi người đường đâu đừng xa xa thấy chứ. Mọi người đừng đi. 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 Mọi người đừng đi.
nó thấy phù hợp với nó. Đúng rồi, với bà con đứng xa xa và nhìn với bà con. Mọi người đừng có nói, đừng có giơ tay giơ chân, đừng có đùi ai cả. Với bà con bây giờ mình tự giác đứng xa xa ra tới cho thầy nghỉ ngơi đi. Rồi mọi người hoan hỷ chánh cho thầy đi nha cả nhà. Hoan hỷ chánh cho thầy đi. Bây giờ là khoa đường. Mọi người lùi ra sau đi à, mọi người lùi ra sau đi à. Dắt cái xe máy bên đường. Có nhiều xe máy ở bên đây. Anh đi bộ phía trước. Chị ơi. Đây này, đi đường này nè. Dọn đi đường này cho thầy vô nè. Thôi có chị bán con đừng mua đi mua sắm sắm đi mua đi chị phải bỏ cái giỏ để cháu hấp chị con cứ mua chị mua đi mạnh chiều ai quý bà con tam giác và xích xích ra dùm đi quý bà con ha. Rồi mọi người ngồi xa thầy một đoạn vài mét nha cả nhà, đừng có đứng sát thầy. Ngôi chuồng cái dây tản đó cây rồng rồng. Mọi người tản đó, ngôi chuồng đó. Mọi người tản đó. Xe này đâu có xuống được đâu, dốc cái dốc. Xe này không. Xe này phải vòng ra đây nè mới được. Vòng ra. Vòng ra ngoài. Vòng ra ngoài mới được. Không biết có ai hết. Em đi bùa. Tôi chở đầy cái xe rồi đấy. Rồi vòng luôn anh. Thầy con ngồi đi. Thầy con ngồi đi. Nha. Đúng rồi, dọn xe chặn lại luôn. Dọn xe chặn lại. Rồi chặn cái xe lại. Rồi cái xe chặn lại, mọi người đứng sau cái xe hết. Là rồi đứng sau xe hết nha cả nhà. Đứng sau hết nha. Cái xe lại cái này. Rồi. Rồi. Cái cửa này nha. Rồi mấy bạn YouTube đứng thành cái hàng rào ở đây, khỏi ai vô luôn. Đó, chặn lại. Đứng thành cái hàng rào ở đây. Anh ơi ngồi xuống cho dọn vào vậy anh ơi. Đi anh ngồi xuống cho dọn vào gì chứ. Anh ơi, ngồi xuống đi anh ơi. Thầy đang nghỉ ngơi này. Bây giờ ở đây là đang ở trước cổng cái đền này. Mọi người có bảo là thầy lên trên nghỉ. Bác tạm khang bên kia nha. Thank you.
Chặt lắm. Ta đổi hay giờ.
hết cảnh kìa. Khán giả kêu đây là bên trong này. Dạ thì vừa rồi cô chú anh chị và các bạn có thể thấy được những tâm sự nhói lòng của thầy Thích Minh Tuệ và cảnh mà thầy đã bị người ta đuổi, người chửi. Thôi thì bây giờ em cũng sẽ khép video tại đây. Em xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị cô bác trong clip kế tiếp. Em cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành ủng hộ và xem hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại. Và cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ tặng cho em xin một like và đăng ký kênh nghe cô chú.